Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Trong đó đề xuất sửa quy định giá tính lệ phí trước bạ. Việc điều chỉnh bổ sung bảng giá tính kịp thời phù hợp với từng loại tài sản sẽ góp phần chống thất thu ngân sách. Trong dự thảo mới được công bố, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi mức thu đối với ô tô điện chạy pin. Theo đó, ô tô loại này nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu lần đầu đối với ô tô chạy xăng dầu có cùng số chỗ ngồi. Quy định này được thực hiện trong vòng 5 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung của chính sách thu lệ phí trước bạ hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho cả người nộp lệ phí trước bạ và cơ quan thuế. Cụ thể, bổ sung đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính và mức thu lệ phí trước bạ đối với tàu ngầm, tàu lặn. Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trong một số trường hợp cụ thể. Sửa đổi bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu xác định giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường. Về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe chuyên dùng. Đáng chú ý, Bộ Tài chính còn đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với tàu cao tốc chở khách, nhà, đất nhận thừa kế, quà tặng, tài sản của vợ chồng hợp nhất khi kết hôn và phân chia khi ly hôn. Được biết, sau hơn một năm triển khai thu lệ phí trước bạ điện tử, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số tiền lệ phí trước bạ đã nộp điện tử là hơn 600 tỷ đồng. 61 tỉnh thành phố còn lại đã thu số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.